Lạ này, bên tầm dữ, giữa đêm khuya canh vắng, sao lại có tiếng tỳ bà văng vẳng dây trắng? Nghe âm ba như khúc nhạc ghê thường, chắc là người của châu Trường An thở nọ. Kìa, ngoài xã khơi nhấp nhô con thuyền nhỏ, anh lái thuyền hãy cho thuyền ta gặp sát chiếc thuyền kia, để ta được diễn kiến danh sư cầm nghệ. Tôi xin hỏi cao sư nào đang đàn tỳ bà thế? Dạ tôi xin hỏi cao sư nào đang đàn tỳ bà thế? Sư phụ đàn thật hay, phải chăng có thể cho gặp được mặt để thỏa lòng ngưỡng mộ? Xin kính chào tiên sinh. Chào cô, xin mời cô bước sang thuyền. Mời cô ngồi. Xin các vị đừng cười, ngón đàn của tôi kém lắm, có lẽ làm bẩn tay các vị rồi chăng? Xin mời cô nương tự nhiên ngồi xuống. Ngón đàn của cô nương tuyệt hay, tuyệt hay. Đàn lên như khúc nhạc tiên, nhưng nghe giọng nói của cô nương thì dường như không phải là người ở xứ này, mà giống như người ở Trường An. Sao lại tới nơi đây vậy? Tiên sinh đã hỏi thì tôi xin nói, dân tôi là người của chốn Trường An thở nọ. Cầm kỳ tế quả không phải chỉ biết sơ qua, mà lại là sông nghiệp cầm cán tắt chói vùng xa. Ai mà chẳng biết qua trưởng phu, thì dù có trèo cao té nặng cũng không ai dám đem lòng khinh thị. Còn tôi là một ca kỹ về chiều, không đường lựa chọn nên phải lang thang nơi cuối bài gian. Bye.
cô phải đến nơi này. Thời gian trôi đã giết mòn tuổi ngọc của một ca nhi, đành chấp nhận chưa nói được gì. Cô nương ơi, thời gian trôi làm hao mòn tuổi ngọc, đâu phải chỉ có riêng cô. Nhưng nghĩ kỹ ra ta cũng đồng cảnh ngộ, và tôi cũng bị trôi dạt đến nơi này. Phận tôi đây đang bị lưu đày, rời trường ác không hẹn ngày người cũng từ chốn kinh đô, xin cho được biết qua cao danh quý tâm. Tâm nhân tôi không còn giá trị, vinh dự gì chức tư mã Giang Châu. Giang Châu, người bị lưu đày, thế ra ngài là bạch học sĩ đấy nha. Cô biết tôi sao? Không biết. Và tôi cũng không đủ tư cách để dám quen biết với ngài. Nhưng đất Trường An này có ai mà không nghe qua cao danh quý tánh của bạch cư vị, là chủ nhân của bài Trường Hận Ca đấy chứ. Vậy à? Vâng. Đời ca sĩ như tôi lúc còn ở kinh thành thuộc lòng bài Trường Hận Ca. Dài qua cao danh của tiên sinh, quan tâm liêm lo cho dân không sợ khó khăn. Dặn trường của ông như dòng suối tiên, có mấy ai hiểu được mình như thế này, và không đàn lại qua lúc ta dù ta đã bị lưu đày, nào có nghĩ hơn thua gì thật. Cô nương không can gì, đừng nghĩ gì cả. Xin mời cô hãy ngồi vào bàn tiệc, uống với tôi vài bá chung rượu. Đêm nay tôi được tiên sinh thưởng thức tiếng đàn và trò chuyện là phước đức ba đời của tôi rồi, làm sao tôi dám cùng tiên sinh cạn chén và nghĩ đến chuyện tri kỷ tri âm. Cô nương ơi, tôi già cô
câu đều là những kẻ lưu lạc nơi chân trời cuối bể, thì còn câu nể làm chi lễ nghi như thế. Để gọi là tri âm tri kỷ, xin mời cô hãy cùng tôi càng mấy chung. Đây rượu hoàng hoa ta uống ngót tim này, lễ nghi gì với một trang châu tư mà đã bị đài lên tới thủy tận sơn lâm. Cả năm rồi tôi chưa được nghe tiếng tỳ gầm, tôi trúc bào tâm sơ, tôi sẽ suy tư viết bài tương ngộ mà tôi và cô đã gặp gỡ đêm này. Tôi thật vô cùng cảm kích thưa tiên sinh. Rời khỏi trường ăn mai táo ngộ người mang tiếng tâm sơn, chúc hết tâm tư nhạc